Xin chào tất cả các anh em CCTV đã quay trở lại với kênh của DS Corner. Ngày hôm nay thì được sẽ giới thiệu cho các anh em một dòng sản phẩm camera đường phố mới có mã là 2439. Thì chắc hẳn các anh em cũng đã biết về cái dòng sản phẩm là 1230, gọi là một dòng camera đường phố gọi là huyền thoại đúng không ạ? Không phải là thuộc phân khúc Starlight nhưng mà hình ảnh vào ban đêm và cũng có màu sắc rất là tốt. Thì với phiên bản là 2439 này là một bản nâng cấp của dòng sản phẩm 1230 lên. Như các em thấy thì nó khá là to. Tính năng đặc biệt nhất đó là chính là tính năng full color với một cái biểu tượng ở đây có chọn là công nghệ H265+ đấy, và cùng một số tính năng cơ bản như là đây là full color này, chuẩn chống nước IP67 này, kết nối được với điện thoại, giá điện áp thì là 12V cộng trừ 30%, hỗ trợ công nghệ PoE, cùng với đó là cái sensor cảm biến cao cấp. Mã chi tiết của dòng sản phẩm này anh em có thể thấy ở đây, camera 4MP đúng không ạ? Mã của nó là HD IBC HF2439MB AS LED gạch B S2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem thử là trong cái dòng sản phẩm này thì có giống với cái phiên bản tiền nhiệm của nó hay không. Con cam này, tất cả bạn G45 hướng dẫn sử dụng, một cái chân đế con ốc. Vâng, và đây là thiết kế của con 2439. Thì nó có thiết kế hoàn toàn giống với con camera 1230 trước của chúng ta. Chỉ có điều khác là chúng ta sẽ có thêm hai đèn LED ở đây, hai đèn LED trợ sáng cho dòng camera full color có LED. Phía dưới này là chúng ta có khe cắm thẻ nhớ. Ở phần jack của camera thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối RJ45, có hỗ trợ công nghệ PoE, một jack nguồn nếu chúng ta không xài PoE thì chúng ta có thể xài nguồn. Một cổng audio in chúng ta kết nối với mic rời, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cổng là audio out để kết nối ra loa, cùng với một số dây alarm in, alarm out. Và đặc biệt thì với cái dòng camera đường phố này thì chúng ta có thêm một cái cổng, đó là cổng DC 12V out. Thì với cái cổng này thì sẽ giúp cho chúng ta tiện trong việc mà kết nối thêm một cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như là cái mic của chúng ta thì sẽ thường phải sử dụng thêm một cái nguồn 12V, thì chúng ta có thể lấy trực tiếp nguồn từ camera ra luôn, cắm trực tiếp nguồn của mic thông qua cái cổng này. Đây, chúng ta gọi jack này. Đấy, chúng ta kết nối vào đây rất là tiện lợi. Rồi, như cái dòng trước thì trong hộp sản phẩm sẽ kèm thêm một cái chân đế kiểu dáng chân đế như thế này, và chúng em có thể bắt vào cột và gắn cam vào đây. Và chúng ta có một hai cái lỗ cam này chúng ta sẽ gắn vào đây. Đúng không ạ? Dòng camera đường phố. Đó là về hình dáng và phụ kiện của camera. Vậy thì hình ảnh sẽ như thế nào? Mời các anh em cùng xem một số hình ảnh mà DS Corner đã test trong thời gian vừa qua nhé. Đầu tiên với các hình ảnh ban đêm, 2439 thể hiện rõ công nghệ full color của mình. Với đèn LED trợ sáng cùng cảm biến có độ nhạy cao và khẩu độ lên tới là F1.0 cho hình ảnh ban đêm trở nên sặc sỡ và màu sắc hơn. Đặc biệt ở khu vực đường phố nơi có ánh sáng sẵn của đèn đường, 2439 cho hình ảnh đẹp và ít nhiễu hạt hơn rất nhiều so với camera Starlight và camera thường. Ở ban ngày, 2439 cho hình ảnh sắc nét và trung thực với độ phân giải là 4 megapixel cho phép xem rõ biển số xe ở khoảng cách từ 5 đến 10 mét. Kể cả là với xe đang di chuyển ở tốc độ cao thì camera vẫn ghi lại được rõ và không bị mờ do xe chuyển động nhanh. Với tốc độ 25 khung hình trên giây cho các chuyển động trong khung hình của camera trở nên cực kỳ mượt mà. Một vài hình ảnh trong nhà của camera cũng cho ta một hình ảnh tương tự. Công nghệ chống ngược sáng thực WDR 120dB của 2439 phát huy rõ hiệu quả ở các khu vực bị ngược sáng cả ban ngày và ban đêm, giúp cho hình ảnh được cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối tốt hơn. 2439 sở hữu thêm các tính năng thông minh IVS cơ bản, hay chúng ta thường gọi là hàng rào ảo, giúp cho camera có thêm các tùy chọn báo động có điều kiện hoặc thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm lại sau này. Full color cũng giúp cho IVS bắt chính xác hơn vào buổi tối. 2439 sẽ phù hợp để lắp ở một số khu vực như là ở đường phố này, ở nhà xưởng, bãi xe, các khu vực ở cái ngoài trời, khu vực rộng lớn, nơi mà thường xuyên có ánh sáng, hoặc kể cả là khi không ánh sáng thì camera vẫn có thể hỗ trợ việc bật đèn LED lên để hỗ trợ cho chúng ta có hình ảnh có màu 24/24. Ok, đó là tất cả những gì mà team DS Corner đã trải nghiệm về dòng sản phẩm này và đã review lại cho anh em. Nếu anh cảm thấy hay và bổ ích thì hãy nhớ like và subscribe cho kênh của DS Corner nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.